đây là những con giáp vận đỏ như son trong 3 ngày tới. Bước sang tuần mới, đặc biệt là trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4. Từ ngày 1 tháng 4 dương lịch đến ngày 3 tháng 4 dương lịch, tức là ngày 23 tháng 2 âm lịch đến ngày 25 tháng 2 âm lịch, thì những con giáp này sẽ vô cùng là may mắn, làm gì cũng được quý nhân phù trợ. Bởi thế cho nên, các bạn hãy tận dụng cái ngày hôm nay để mà khai trương ký kết những cái hợp đồng hay là làm những việc đại sự. Hơn thế nữa, trong những ngày này thì cái thu nhập của các bạn sẽ được tăng lên đáng kể. Các bạn sẽ có những cái nguồn thu lớn bất ngờ nó ập đến. Cơ hội trúng số đổi đời cũng nằm ngay trong tầm tay. Chỉ cần quý vị biết nắm bắt lấy cơ hội thì sẽ trở nên giàu có sau một đêm. Không những vậy thì các bạn cũng sẽ vô cùng hạnh phúc vì nhận được những tin nhắn hay là những lời tỏ tình của những người thầm thương trộm nhớ. Tóm lại, đây là ngày đại cát đại lợi dành cho các bạn. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong 3 ngày tới đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem là đó là những tuổi nào nhé. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới không ai khác thì đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vậy nên cái con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Dậu cũng sẽ được mở rộng. Các cơ hội nó thăng tiến cực kỳ là tốt, bản mệnh cứ thoải mái mà tận dụng những kiến thức của mình và những kỹ năng đang có để mà tỏa sáng, giành lấy cái lợi thế cho riêng mình. Nhất là những người đang làm quản lý lãnh đạo thì đây là một cái thời điểm để cho quý vị có thể thể hiện được cái quyền uy của mình. Thêm nữa, cái tài vận của những người tuổi Dậu cũng khá là thuận lợi, khả quan. Nhân cơ hội này thì quý vị cũng có thể phát triển cái công việc, mở rộng cái quy mô đầu tư kinh doanh, tăng thêm cái nguồn thu nhập cho mình. Đặc biệt, các nguồn thu phụ trong thời gian này cũng khá là dồi dào, nên tuổi này lúc nào cũng có tiền tiêu dùng xỉnh, không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Bên cạnh đó, các khí nó còn hỗ trợ giúp cho con giáp này hóa giải các mâu thuẫn giữa vợ chồng hay là các cặp đôi đang yêu nhau. Với những người độc thân ấy, thì cũng đừng quá mải mê với công việc mà buông lơi đi chính mình hay là các mối quan hệ mà mình quan tâm khác. Tốt nhất là các bạn nên cân bằng cả sự nghiệp lẫn cuộc sống lẫn tình duyên. Vì thế mà để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Thưa quý vị, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 4 tháng 4 dương lịch, tức là từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 âm lịch, thì đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, dưới sự che chở của quý nhân, vậy nên công việc của những người tuổi Ngọ sẽ vô cùng là hanh thông thuận lợi, suôn sẻ và bình an. Những gia chủ tuổi Ngọ trong thời điểm này cũng sẽ đưa ra được những quyết định vô cùng là sáng suốt và nhanh chóng. Tinh thần làm việc của các bạn cũng ngày càng lên cao, nên là các bạn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi, được đồng nghiệp nể phục, cũng được bạn bè ngưỡng mộ. Không những vậy, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Ngọ trong cái 3 ngày tới đây cũng khá là dồi dào. Những người tuổi Ngọ không cần phải lo lắng đến cái chuyện tiền nong vì cơ hội kiếm tiền trong ngày là rất là lớn. Vấn đề chỉ là các bạn có kịp nắm bắt lấy cái thời cơ hay không mà thôi. Nếu mà cảm thấy lúng túng thì các bạn có thể hỏi xin kinh nghiệm của những người đi trước để đánh giá tình hình một cách chuẩn xác hơn. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Ngọ thì cũng được quý nhân nâng đỡ, nên là đường tình duyên được khởi sắc rực rỡ. Những người độc thân có thể sẽ tìm được những người phù hợp, còn những người có đôi có cặp thì lại càng thêm được thăng hoa trong tình yêu. Con giáp này hãy tận dụng, tận hưởng những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc ở bên cạnh những người mình thương yêu nhất. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới đây đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian này những người tuổi Sửu thì cũng được thần tài trợ mệnh, thần may mắn gọi tên, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên cái vận trình trong những ngày hôm nay của những người tuổi Sửu ấy khá là suôn sẻ bình an. Công việc thì nó diễn ra khá là ổn thỏa, tiến độ dù không quá nhanh nhưng mà các bạn cũng phát huy tốt cái bản thân của mình. Cơ hội thăng tiến ổn định và dễ có được cái điều kiện được tăng lương tăng thưởng.
Các bạn còn có thể gặt hái được nhiều thành tựu hơn nếu như mà vượt qua được cái tôi cá nhân của mình. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Sửu còn có thể đón lộc trời cho, tiền bạc thì cứ ùn ùn đổ về. Dù không phủ nhận các bạn đang gặp may mắn, nhưng mà những gì các bạn nhận được là do công sức của các bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Công việc làm tốt nên là được hưởng những thành quả từ đó. Những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì lại càng về cái thời gian cuối tuần ấy thì lại càng có nhiều cơ hội làm ăn lớn. Chỉ cần những người tuổi Sửu nắm bắt được cái thời cơ là cơ hội phát tài rực rỡ sẽ đến với bạn chỉ sau một đêm. Bên cạnh đó, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, vậy nên là nó cũng cho thấy cái chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu khá là êm đềm. Con giáp này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải cái chuyện gì đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc với người đó để đưa ra những quyết định thống nhất. Cả hai đều cố gắng để vun vén cho cái tình yêu của mình. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày tới không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, những người tuổi Mão sẽ đón nhiều cái điểm sáng trong cái sự nghiệp của mình nhờ được gì quý nhân tương trợ giúp đỡ. Bản mệnh cố gắng hết mình, cuối cùng thì cũng nhìn thấy những kết quả trên con đường mà mình đã chọn. Có thể thấy cấp trên cũng đã nhìn thấy được cái khả năng của những người tuổi Mão và có ý định sẽ trao cho các bạn thêm nhiều cái thử thách, nhiều cái trọng trách mới. Tài lộc vẫn đang ở cái mức độ thăng tiến ổn định. Con giáp này cũng không còn phải lo lắng nhiều đến cái chuyện chi tiêu. Nếu mà chăm chỉ tu chí làm ăn ấy thì tài khí sẽ càng ngày càng tích tụ nhiều hơn. Chất lượng cuộc sống của những người tuổi Mão ấy thì cũng ngày càng được nâng cao. Tất nhiên thì vẫn có những việc mà các bạn cần phải chi tiêu, nhưng mà những người tuổi Mão đã biết gì liệu cơm gấp lắm nên là cũng không phải quá căng thẳng. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành tương sinh, nó cũng giúp ích khá nhiều cho cái chuyện tình cảm của những người tuổi Mão. Với những người mà đã có đôi có cặp ấy thì trong cái thời gian tới đây là cái cơ hội tuyệt vời để các bạn cải thiện các mối quan hệ tình cảm của mình. Có thể nhờ một vài gợi ý của ai đó mà các bạn nghĩ ra cái cách hàn gắn tình cảm vợ chồng. Thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để cho các bạn hẹn hò và nâng cao cái tình cảm, nâng cấp cái tình cảm lên một cái tầm cao mới. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái tình yêu của mình thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái ngày hôm nay này, trong 3 ngày tới đây ấy, thì quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh, thần tài lại ghé thăm, thần may mắn cũng chỉ đường dẫn lối. Vậy nên những người tuổi Mùi có thể yên tâm khi mà các dấu hiệu cho thấy tài lộc của các bạn cứ không ngừng đổ về túi, số tiền trong tài khoản cứ nhảy tinh tinh từng ngày. Nói chung ấy, cát khí cũng đang vượng, các bạn có thể đạt được những cái điều mà mình mong muốn mà không cần phải bỏ quá nhiều công sức. Tài lộc thu về cũng đầy tay, cũng gì không có điểm dừng. Tuy nhiên, tài lộc tăng cao đến mấy không có nghĩa là các bạn được sử dụng tiền bừa bãi. Cần phải lưu ý hơn đến cái chuyện chi tiêu. Đừng có thấy tiền kiếm được dễ dàng mà tiêu xài một cách phóng khoáng quá mức, hoặc là phung phí chính những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình đã làm ra. Thêm nữa, trong ngày hôm nay lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó cho thấy những người tuổi Mùi cũng sẽ gì vô cùng hào hứng khi mà đường tình duyên của các bạn cũng đã được thực sự khởi sắc. Tâm trạng phấn khởi là cái điều mà những người tuổi Mùi không thể giấu được. Những người độc thân thì có cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, còn các cặp đôi thì ngày càng thêm yêu thương thắm thiết và mặn nồng hơn. Vậy nên, để gia tăng cái may mắn về tài lộc tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới đây, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì có quý nhân tương trợ giúp đỡ nên những người tuổi Thân có một cái ngày làm việc nhẹ nhàng và năng suất cao. Bản mệnh giải quyết công việc khá là ổn thỏa, chỉ hoàn thành tốt những cái việc dang dở chứ không phát sinh thêm những cái nhiệm vụ mới.
Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây có thể coi là cái thời điểm thảnh thơi nếu như mà những người tuổi Thân ấy biết tận dụng. Đấy, đây là những cái chuỗi ngày hiếm có với bạn sau những chuỗi ngày dồn dập vất vả ở thời gian trước đó. Thêm nữa, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thân cũng khá là lý tưởng. Có thể nói những người tuổi Thân ấy thì cũng không cần phải lo lắng gì về vấn đề tiền bạc. Các khí nó vượng, nó đang nâng đỡ, vậy nên may mắn luôn ở bên cạnh những người tuổi Thân. Những người tuổi Thân làm đâu thì thắng đó, tiền thu về đẩy tay, tài lộc thì ùn ùn đổ về, cuộc sống của bản mệnh ấy thì cũng trở nên dễ thở hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành nó xung khắc, nên là cái khoảng thời gian này những người tuổi Thân ấy lại phải đối mặt với nhiều vấn đề về tình cảm. Những người độc thân thì mệt mỏi trước những cái dục dã của những người thân trong gia đình. Con giáp này nói chung là chẳng biết phải làm sao để có thể thoát khỏi cái tình trạng như hiện tại đó. Vậy nên để tăng cường cái vận trình nhân duyên và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 4 dương lịch, tức là nó sẽ rơi vào ngày 23 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 dương lịch ấy. Và trong 3 ngày tới chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu cố, đó là những tuổi sau. 1 là những người tuổi Dậu, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Sửu, 4 tuổi Mão, 5 tuổi Mùi và 6 là tuổi Thân. Đây là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.